Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Vậy hãy Sướng đi ra giường với vợ hái lá cẩm vô nấu sôi. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đây mình ra giường hái lá cẩm vô nấu sôi xài chữa thái. Sôi xài chữa thái à? Món này chưa ăn lần nào luôn nha. Trời quá trời nấu rồi. Và sôi xài thái. Cái cà mua cái cẩm mà nó bò quá trời tum tùm hết trơn. Mình chắc cái đường đi vô một giường nó cẩm luôn, nó bò nó ra rễ đâm lên giết một giường luôn. Có lá cẩm này là không không có ấy nha, không có gì cỏ, giống như trồng cao lan vậy đó, nó bò nó che hết trơn là nó không có cỏ luôn. Em cắt bụi đó đủ nấu dây sức luôn. Bây giờ người ta có hết rồi. Mình bán cho ba chồng rồi. Nó dễ chồng quá. Chim ở sống kìa. Mới cắt chút xíu là thật bó. Bạn nha, nấu xôi xài thái hả? Bé Huy con cậu ấy rồi ăn xôi xài thái, nấu xôi từ trước nấu lá cẩm đi, cẩm quá trời tốt nhờ mình có lá cẩm mình nấu lá cẩm đi, lá cẩm mà nó dứa cũng được, mà không có màu cũng bây giờ mình nhúng lửa lên để nấu lá cẩm. Cúc dừa chan sôi, món này công nhận mới, nói giờ chưa ăn. Món ăn giặt là lạ không? Cái dừa lọc chốc lóc nha. Chút nợ thêm hai trái nữa. Câu đầu kia rồi, tôi sao nghe chết quá rồi. Tôi cứ tới chiều tối nó mới về hay không? Bay ra ngoài luôn. Có bay ra ngoài rồi. Mới bay ra ngoài. Có nấu rồi xong chắc nước không ạ? Sau lên có
là ngủ trưa đó, giờ nó thức rồi đó. Vừa vàng không biết là gì. Nhưng mình làm nước cam á. Trời nắng lên uống cam ngon à. Ồ, mỏng vỏ ghê ha. Ăn sôi này với mình uống nước cam. Nhớ thấm vô mà. Thấm lên màu á. Chắc nước nó nấu từ từ. Sáng hết chỉ như tưởng là không nắng, mà hôm nay chưa nắng quá trời. Đầu tư giống nước cốt dừa để mình thắng nước cốt. Thịt sáp không? Thịt sáp. Quá dẻo luôn. Sữa nó sánh là đặc lại. Đặc lên mình phải quậy hoài, không quậy là nó dễ dính lít nồi. Nó cốt mình nó đặt nó sánh là vậy là vừa. Bếp sau này ăn xài cát hòa lộc chứ không phải cát cái gì xài thái. Uống nước cam này. Con này nó xay lúa hả? À con. À. À. Nước cam vô mới tỉnh táo lại. Sẵn khoáng tỉnh táo lại hết con. Thì con hút đi, con hút đi để con cầm đổ. Bà Tư la kìa. Bà Tư la kìa. Sợ bà Tư đâu, bà Tư đó. Sợ bà Tư không cơm. Sợ không? Rồi con uống này nè, hút vô. Hút vô. Sao nó chín nó nghe mùi nó thơm. Vô nữa cho sôi kìa. Vô nữa cái chén này nó cho sôi nè. Sôi chín rồi nè. Mấy sôi ra. Cái màu nó đậm quá không? Nếp quá dẻo luôn. Có làm cháy rồi tôi ơi. Tại cái màu lá cẩm nó bị đen á chứ không phải nó khác đâu. Lá cẩm nhóc hết trơn rồi. Ốc dương nó cẩm nóng cho nó đã. Nó bò tùm quá trời luôn. Sao mà dễ nhẹo luôn. Dĩa này cho ba tôi nha ba tôi. Tiền nó có còn cho ba tôi ạ. Thì về về. Thôi, trời ơi ăn cái là mắm cho ba chín năm miếng ơi. Đến ha.
cho mình 9 miếng thôi. Đúng rồi, 9 miếng thôi. Rồi đi chín không luôn. Nó chà bắp nè bé không? Chà bắp họ vô cái bịch đi hay là cái thằng hộp khác. Để ai biết cái chà bắp tới hộp đó rồi. Nghĩa là cái này đứng xoài là đứng nước cốt. Đúng rồi. Ai? Cỡ nào đứng xài? Đừng luôn, đừng vô luôn, trời ơi, thiệt chết. Hả? Đẹp dữ vậy. À phải coi. Dầm thế đẹp quá ha. Đâu rồi? Để à phải coi. Ủa mè lên. Cái gì rồi? Mè vô nữa đẹp quá. Mè lên nó nổi lên. Đã hả? Ăn cơm cháy không vậy hả? Mà tư hả? Mà tư ăn cơm cháy không vậy hả? Tại đó hả? Luôn. Ừ, cắt luôn. Ừ, nhỏ. Ăn hết thôi. Hai mũi đây. Ăn đi cho nó béo. Ôi trời béo là ba cân hay vậy? Ăn đi cho mập ốm lòi xương. Bao cân hay vậy? Mấy chén nè. Ai ăn không hết thì vứt ra để vứt ra đấy. Rồi mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn xôi và hai sướng nha. Chị hai đâu? Hả? Con. À được con bánh là nhiều. Cho cái gạo nữa kìa. Ủa có muỗng chưa? Tụi bay có muỗng chưa vậy? Rồi xin mời quý vị. Ủa cho coi cái dĩa này móc cái dĩa bự dữ trời. Rồi mời cả nhà ăn xôi xài với gia đình mình nha. Xôi xài. Ăn thôi. Chưa nè con. Thì ăn cơm. Hai đứa ăn dĩa. Miếng miếng mềm. Hồi đó giúp cậu bạn lấy bường á. Ủa ăn vậy rồi ăn xài vô luôn hả? Có cô ăn dĩa. Rồi. Rồi đưa cho nó ăn dĩa nè. Nè. Anh chị em gành rồi đó, mâm rồi đó. Nè con cho con này chịu không? Không. Không biết nói mình đem mâm thế này. Mâm bẻ hết trước rồi nha. Rút cái đầu xuống xong rồi. Đơn cụ gạch ăn yếu nè. Ê ăn cháy nè con á. Đơn cụ. Dẻo chứ ăn cháy ngon á. Dẻo thôi. Dẻo thôi. Dẻo thôi. Dẻo thôi. Đúng rồi. Dẻ cái này là thêm đó nha. Cục năm hả? Thôi. Nửa cục thôi. Hello. Hai sướng xin kết thúc với bài cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo có hai sướng nha.